nhà trọ tập hợp. Dạ. Ủa gì không má? Ủa gì vậy má? Dạ, má gọi tụi con. Rồi, ngồi xuống đàng hoàng, má có chuyện muốn nói. Dạ. Ngồi đây con. Dạ dạ, thôi đứng đi. Ngồi trên nó bị lụt. À vậy hả? Trước tiên, hôm nay má thay mặt má. Dạ. Gửi cho tụi con mỗi đứa một cái bao thơ yêu thương tràn ngập với tấm lòng. Nè, tặng cho con gái dù mới có về đây ở trọ nhưng má vẫn tặng. Dạ, con cảm ơn. Ê. Trời ơi. Ôi, có tiền lì xì rồi, thích quá à. Lì xì Tết đó, mà chưa tới Tết nữa mà má lì xì Tết sớm vậy luôn á hả? Bạn ơi, mấy bạn mà thường thường á, mình được tiền lì xì á, thì mình phải gửi lời chúc cái sự yêu thương trân trọng mình dành cho người lớn chứ, đây, đúng không? Vậy để cho em đi. Hả? Em nghĩ là bây giờ em sẽ chúc cho má những lời tốt đẹp nhất. Má, con chúc má nha, năm mới tuổi mới nè, sức khỏe của má thì lúc nào cũng như trâu nha, còn lúc nào má đi đứng bên ngoài cũng mạnh khỏe như bò. Mà má biết không, mình sống càng dai, mình chết cũng càng dai nữa má. Mẹ không chúc gì tào lao vậy, tự nhiên sống càng dai, chết càng dai là sao? Cái thằng này tự giờ mày chúc tao toàn súc vật chứ mấy con người toàn như trâu bò, không lại sao vậy? Chúc không vậy được, đây 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 đây, để con chúc má cho. Để cho má nguôi giận coi, má giờ má muốn trào lên rồi nè. Dạ dạ, để con chúc cho má nguôi giận. Con chúc cho má là đã lớn tuổi rồi, nhưng mà con chúc cho má là má có thật nhiều sức khỏe. Má sống trường thọ, sống lâu ơi là lâu, sống mà con cháu chết hết má vẫn còn sống. Là sống thọ lắm luôn đó má. Đúng rồi. Ý mày nói tao là quỷ gì mà sống dai dữ vậy? Đâu, ý là má có sức khỏe, má sống trường tồn với lại những người đời sau luôn. Thôi mày ơi. Má ơi má, thôi mà má đừng có giận hai em. Tại vì hai em á không có biết tính má. Con là phụ nữ, có lẽ gọi là con sâu sắc hơn hai vậy em. À, nói má nghe. Con xin thay mặt hai em để chúc má một lời chúc. Hôm nay con chẳng biết gì. Vì hai bạn chúc. Chúc rồi, con thấy cũng hay. Hết chưa? Hết rồi, được rồi. Cái này còn lạ hơn hai đứa đó nữa. Thường thường mấy cái đứa ăn theo ưa bị đòn lắm á. Thằng này nó chúc tao là trâu bò, thằng này chúc tao là quỷ. Mà mày nói là hai bạn nó chúc vậy, mày chúc y vậy. Cũng như vậy. Chúc gì vậy biết chưa? Thật ra con muốn chúc nhiều câu hay lắm á. Nhưng mà tại vì con bị cái bệnh vô duyên á. Ba má con cũng là con. Thường thường như vậy đó. Thường thường mà những người vô duyên đó nói câu đầu thôi, đừng nói câu thứ hai. Dạ. Nói câu thứ hai là nó chặt rồi. Dạ. Nói chung là con rất là cảm ơn má khi má lì xì Tết cho tụi con nha. Dạ thôi được rồi, vô. Khoan, cái này đâu phải lì xì. Này bao thơ mà. Bao thơ. Ủa? Chưa đâu có tới Tết đâu mà lì xì tụi con. Này bao thơ để tụi con có gửi gắm tình thương yêu vào trong cái bao thơ đó. Là tại vì chiều nay má mời sinh nhật má. Ủa má? Trời ơi, con nó nhớ không làm là như là giống như là má được đẻ đều mỗi tháng hay sao á. Con thấy tháng nào cũng có sinh nhật luôn á má. Đúng rồi. Là sao? Có nghĩa là ngày âm má sanh ngày mùng 1. Dạ. Thì tháng nào là không có mùng 1. Đúng. Đúng không? Rồi cái ngày mùng 1 đó là ngày âm. Rồi cái ngày Tây á có khi thay đổi là 6 Tây, 7 Tây hoặc 15 Tây đó là cũng là ngày sinh nhật. Sinh nhật là âm dương. Âm dương má ăn hết luôn. Ăn hết luôn. Con biết rồi. Cái trường hợp của má là cái trường hợp hy hữu trên thế giới đó má. Đó. Theo y khoa nha, người ta nói là má sinh non đó. Có nghĩa là tháng nào má cũng sinh hết trơn. Tháng nào cũng sinh nhật của má hết trơn. Chừng nào má thành già, thành quỷ thì thôi mới ngừng sinh nhật của má đó. Khi nào má xuống lỗ đây là hết sinh nhật. Cái thằng này mới đúng là vô duyên nè. Mà nó vô duyên, mà nó vô duyên thậm tệ luôn. Mày mở miệng ra không có câu nào mà tao nghe được hết trơn trời. Nói tóm lại là chiều nay tới ăn sinh nhật của má. Ăn con. Là mình để cái nặng nhẹ, tình thương yêu. Nói chung là con không biết là chiều nay cái bao thư này nó có nặng hay không, nhưng mà hiện tại cái bụng con nó bị nặng quá đó. Lý do? Con bị giống như tào tháo được mấy bữa nay là con sợ chiều nay con không có đủ sức để mà con đi ăn sinh nhật của má, con rất là tiếc luôn á. Má. Con là con của má. Nhưng má không phải má của con. Chiều nay má con dưới quê lên đi khám bệnh rồi. Bận luôn đưa má đi khám bệnh. Bữa khác.
Dạ. Còn con thì còn sao? Ý con là con rất là muốn đi sinh nhật của má. Nhưng mà nếu như mà đi sinh nhật của má mà có một mình con thì buồn quá, cho nên thôi hai bạn tính làm sao thì mình theo dạy. Không đi luôn. Thôi giờ con vô con giải quyết cái bụng con nặng bụng quá má ơi. Dạ dạ. Con cảm ơn má nha má ơi. Cảm ơn má. Dạ con rất là cảm ơn má, ghi ân má luôn má ơi. Tình đời bạc trắng như vôi. Được thôi. Cô Bảy hả? Ừ tôi nè. Có thay đổi cô ơi. Chiều nay mấy đứa nhỏ ở dãy nhà trọ nó không có đi được, nó bận hết trơn rồi. 10 cái lẩu thái đó cô bớt lại 4 cái giùm tôi nha. Ừ còn 6 cái thôi. Còn gà với bò với thập cẩm rồi kia nọ, tất cả mọi thứ đều bớt lại hết nha. Ừ không có ai ăn, bỏ uổng lắm. Ừ hang hang. Rồi vậy nha. Ừ chiều tôi qua. Ừ mẹ. Trời ơi. Vô con uống miếng thuốc cái xong cái bụng con đỡ quá rồi. Cho nên con thiết nghĩ là chiều nay con phải đi sinh nhật má luôn á. Con cũng vậy má ơi. Má con tự nhiên đang bệnh cái hết ngang à. Chiều nay con đi luôn. Dạ còn con á tự nhiên con chằn chọc quá. Con nghĩ là tại sao hai bạn không đi mà mình không đi, như vậy lỗi đạo quá. Cho nên con quyết định con ra, con muốn đi sinh nhật. Ờ như vậy là vui quá rồi. Vậy dạ. Chiều nay mẹ con mình cùng đi tới luôn nha. Dạ. Nãy má gọi đi thoại má hồi đồ ăn đó, má lấy lại đi mà đừng có hồi nha. Trời ơi, đặt nhiều lắm, dư dữ lắm, không sao đâu, chút nữa hồi lại. Dạ. Happy birthday mommy, happy birthday mommy, happy birthday, happy birthday, happy birthday mommy. Không, khoan đi. Trời ơi má tên Phượng mà đâu phải tên My đâu mà má My chi mà cái bà nào vậy? Chúc mừng sinh nhật của má mà cũng lộn tên nữa hả? Không phải, má My đây là tiếng Anh á, má My, má My. Người mẹ đó. Dạ, thôi bây giờ mình làm theo yêu cầu của má đi, ráp tên má vô đi nha. 2, 3 Happy birthday má Phượng. Trời nghe kỳ quá má. Phượng quá má ơi, bỏ rồi. Sao nó xuống, nó rớt xuống rồi. À vậy hả, rớt xuống rồi, thôi thôi. À, chúc vậy được rồi. Có nghĩa là cái quan trọng nhất là không phải cái lời chúc. Dạ. À, mà là cái vụ kia. À, cả. Ý, quên hả, quên còn hả, đâu con. Trong đây nè, đây. Nè. Có, xin xung phong tặng quà cho má. Má biết không, con biết á, tuổi của má mỗi ngày một già đi. Mặt của má mỗi ngày một nếp nhăn. Rất nhiều nếp nhăn trên mặt của má. Con quan tâm về thẩm mỹ của má, sợ người ngoài nhìn vô rồi dòm pha má như quỷ già. Con đã có một món quà dành cho má. Đó chính là một liệu trình căng da tổng cộng 16 lần bằng chỉ tươi. Má tin không, má căng 16 lần, sau này đi chung với con kêu má bằng em con luôn đó. Cái nè, mày căng kiểu nào mà tao là em mày, rồi mày nói tao nghe coi. Rồi má biết không, khi mà mình lớn tuổi á, con mắt của mình nó sẽ bị gịch lại, hai con mắt mình sẽ gần lại, cho nên mình phải căng nó ra. Mình căng chút thì mắt nó xa ra, mình căng chút mình mắt nó xa ra. Mình căng mười mấy lần á, con mắt nó sẽ nó dồn nó phía sau, nó thành hai con mắt phía sau xó. Nhìn má như người ngoài hành tinh vậy đó má, hai con mắt mơ sau lưng á, ngay mỏ hết nè. Có nghĩa là 16 lần đó là con hai con mắt tao thành cọng chỉ kéo dài ra tới sau lưng nó, đúng không? Tao đã nói rồi, mày nói câu đầu thôi, mày đừng nói tới câu thứ hai. Mày nói câu thứ hai là vô duyên mà. Sao mày nói hoài à? Vậy cứ đưa chút đầu hoài à. Này tao để nó đi. Thì ai biểu dành? Con gỡ là cho nè. Con thì là con làm tiếp tân ở trong phòng tập thể dục á. Cho nên ngày hôm nay con có một cái voucher tặng má trong phòng gym. Đây là một khóa gặp bụng 180 cái. Má tới đó tham gia cái khóa này má gặp bụng cho có cái bụng có lên múi nha má. Đây à. Có nghĩa là người ta là 180 cái hả? Dạ đúng rồi. Gặp cho lên múi bụng. Họ không đợi tới lên múi bụng đâu. Tao chỉ cần tập 30 cái rồi tao đi bắt múi theo ông bà rồi. Mày nghĩ sao cỡ tao mà tập 180 cái à? Mày thằng này mày học kế nó, mày ở kế nó, mày vô duyên y chang như nó à. Thiệt tình á, hai cái em này không hiểu tâm lý của mẹ gì hết trơn á. Má ơi, má đừng có trách hai em. Nó vậy đó. Cứ để cho con lo. Hai em sai rồi, má xin lỗi hai em đi. Con nói vui vậy mà, con nói vui. Đây nè, quan trọng là con nè. Quà của con thì đơn giản lắm, không có hiện vật mà là hiện kim. Đồ tâm lý không?
phụ nữ luôn luôn là tâm lý. Dạ. Quá. Tại vì chẳng giấu gì má, con là nhân viên bán ở cửa hàng siêu thị điện máy đó mà. Thì đợt này công ty của con có mua ra một cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn. Thí dụ như là quý khách đến mua một cái tủ lạnh trị giá 64.000 sẽ được chiết khấu. Đó, công ty sẽ gửi lại cho quý khách nào mua 64.050.000. Má ơi, hãy đi mua đi, hãy bỏ ra 64.000.000 mua đi để được 50.000. Má ơi, sống mỗi đời mấy khi người ta cho mình 50.000 má. Giờ má chịu khó bỏ ra 64.000.000 được 50.000. Đúng rồi má, má đầu tư đi. Cha mẹ mình còn không cho mình tiền mà nói chi người ngoài. Giờ má bỏ 64.000.000 ra má lời được 50.000. Trời ơi, tao nói hả, tiền nó hả trên trời rơi xuống đó má. Đúng rồi. Đi mua đi má. Nhà tao có tủ lạnh rồi, tao mua 64.000.000 này ra đặng đem cái tủ lạnh đó về để ướp xác tao. Nghĩ sao mà bỏ ra 64.000.000 mà lấy vô 50.000 vậy trời. Mà thôi, đây là tấm lòng. Dạ. Má hiểu tụi con lắm. Dạ. Bây giờ thì mình nhập tẹt. Đó đó, con chờ cái bọn đó. Chờ gì lẩu gà gì lum la đó, trời ơi. Bây giờ ai đại diện mở cái nón này đi. Chiếc nón kỳ diệu. Tao nói là lần đầu tiên con mới được ăn một cái đám sinh nhật mà gọi là hoành tráng như vậy. Đám ma con đi rồi nè, đám cưới con cũng đi rồi nè, mà tao nói chỉ có đám ma. Một lần nữa là tao đá mày đó nha. Sinh nhật của má phải vui. Bây giờ mở lên đi, ông mở đỏ nè. 1, 2, 3 ra. Sao vậy? Sao lại bất ngờ? Tại sao bất ngờ? Mì đây rồi, lẩu đâu? Lẩu đâu nhỉ? Trời ơi, chỉ anh không biết gì hết trơn á. Má biết là tụi mình bận rộn với lại ăn uống rồi cũng phải có quy trình đàng hoàng, hiểu không? Bây giờ là khai vị nè, rồi tất cả những cái món kia má cho qua bên hết rồi. Mình ăn nè, giờ má kêu người á bên á dọn lẩu lên cho tụi con đi. Mấy rồi? Đâu có, nó đó. Ủa? Là sao? Cái này mì mà chứ đâu phải lẩu. Thì trong này có mì gà, mì bò, mì thập cẩm rồi có đủ hết trơn. Trời nè. Trời ở trong kia má bắt sẵn ấm nước sôi. Tụi bay đem ba cái tô ra đây rồi bỏ mì vô ăn là thành cái lẩu. Trời ơi. Sao má lớn mới chơi kỳ vậy má? Vậy gì tao biết tụi bay rành quá mà. Ha? Biết rành quá mà. Cái lẩu này là vừa lắm rồi đó. Nói chung là cái tánh má trước tới giờ là keo kiệt, không bao giờ mà cho không ai là quá rõ rồi. Cứ nghĩ rằng là ngày hôm nay má thay đổi thì tụi con cũng muốn tới chung vui. Nhưng mà thật ra bây giờ má cho tụi con ăn mì thì tụi con sinh viên mà, ăn mì quen rồi, đỡ gói nào hay gói đó. Giờ mỗi đứa lấy hai gói về nhà trộn nước sôi ăn cho má vừa lòng. Vậy đi, thiệt tình, trời ơi. Thiệt tình luôn á, lần đầu tiên mới thấy mì gói mà bỏ vô trong cái nón. Còn tự giới thiệu đây là chiếc nón kỳ diệu. Hành động của má hết sức là kỳ cục. Trời ơi, sinh nhật mà đãi mì gói. Happy birthday má. Happy birthday. Ăn hết mì sống ra da nha má. Trời ơi, tưởng qua mặt được tao hả? Tao rành tụi bay quá mà gừng càng già càng cay nè tụi con.